Học lập trình rất vui, tập 26. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với bạn Marisa, một cô bé đã được lập trình sẵn. Marisa làm được bất cứ những gì mà chúng ta lập trình cho cô ấy, như là khả năng thay đổi diện mạo. Cảm xúc đa dạng như là hạnh phúc, buồn bã, tức giận, đố kỵ, luôn quan tâm và theo dõi chúng ta. Giải trí trong chúng ta mọi lúc mọi nơi.